Xin chào tất cả các bạn, mình là Cao Quyết Định. Mình là một nhà đầu tư cá nhân và cũng là một nhạc sĩ không chuyên. Và đam mê này, đam mê lớn nhất của mình là nhạc sĩ, và niềm đam mê thứ hai là của mình là đầu tư. Vậy thì những cách mình hướng dẫn cho các bạn đều là đầu tư trực chiến với những sự sát sao, và mua sẽ không phải cầm lâu khi mà xảy ra sự cố. Chúng ta sẽ không phải giữ hàng lâu và chúng ta sẽ có những điểm vào rất đẹp và gần như là xác suất thắng rất là cao. Và như hôm nay thì mình lại chia sẻ tiếp cho các bạn về cổ phiếu DIG CL14 của ngày hôm qua mình nói. Vì hôm qua nó là kết thúc của ngày là giá sàn, và hôm nay một cây giá sàn. Và buổi sáng mình đã xem sự vào khối lượng thì mình thấy là dòng tiền đã vào. Và nhờ dòng tiền đã vào thì buổi chiều chắc chắn là khối lượng sẽ cao hơn ngày hôm trước rất nhiều. Và mình đây, các bạn nhìn thấy khối lượng đã cao hơn ngày hôm trước và cao hơn mấy ngày hôm trước nữa. Thế vậy thì tại sao hôm nay mình lại chia sẻ tiếp tục cho các bạn về cổ phiếu CLNDG? Thì tất cả những cổ phiếu chúng ta đều phải thận trọng khi vào. Ví dụ như hôm nay các bạn có thể vào giá sàn, nhưng các bạn sẽ không thể đua lệnh của CL4. Vì lý do tại sao? Vì lý do thì các bạn sẽ phải nhìn sang bên cột bên này. Đó chính là cột bên chờ mua. Sẽ có rủi ro của T+3. Các bạn hiểu mình không? Có thể ngày mai sẽ là ngày mà mở mắt ra đã giá sàn, nhưng mà cổ phiếu của chúng ta vẫn chưa về tài khoản thì chúng ta vẫn chưa bán được, và chúng ta rất có thể sẽ bị đánh tụt lại. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là khối lượng này là đỡ cho sự hoảng loạn của rất nhiều nhà đầu tư. Và khi họ đã đỡ được rồi thì các nhà đầu tư muốn bán nữa, họ nhìn thấy mạnh quá họ sẽ không bán nữa, và ngày mai sẽ là giá tiếp tục sẽ là rất nhiều nhà đầu tư hưng phấn, tức là tham lam đấy. Họ sẽ mua vào giá trần và có thể sẽ bị đánh úp theo T+3, và họ sẽ du ngủ chúng ta trong những thời gian này. Du ngủ chúng ta trong 1-2 tuần, và mình nghĩ tuần này sẽ kết thúc phiên là một nến doji hoặc là một nến búa đảo chiều theo nến tuần. Thì nếu mà kết thúc như thế thì các bạn ngày hôm nay mua giá trần thì khả năng để mà lãi là khả năng sẽ là thấp đấy. Đấy. Nên là có thể các bạn sẽ mua được một số giá sẽ đẹp như những ngày hôm trước. Như buổi sáng ngày hôm nay là giá sàn. Nhưng chúng ta phải nhìn theo sự khối lượng đi vào và nhìn theo lến. Mình nghĩ sẽ xảy ra, tuần sau sẽ xảy ra một số lến đi ngang, và tuần này sẽ kết thúc một lến treo cổ. Và những người bắt đáy của ngày hôm nay thì sẽ có lãi, còn những người mua đỉnh ngày hôm nay theo mình nghĩ khi hàng về chưa chắc đã được lãi đâu. Vì theo kinh nghiệm mình trực chiến rất là nhiều năm thì mình thấy là họ sẽ không kéo một mạch đâu, mà mai sẽ là một cây lến rút chân, khả năng cao như thế. Sẽ đánh giá trần vào một cây lến đảo ngược lại. Nhưng đây không phải là đảo ngược của sự xả hàng, mà là đảo ngược của sự gom hàng. Các bạn hiểu ý mình không? Đảo ngược của sự gom hàng. Mà đã đảo ngược của sự gom hàng thì chúng ta sẽ phải đợi thêm nhiều ngày tiếp theo. Nó sẽ gom hàng hết tất cả các đoạn này của những nhà đầu tư sợ hãi. Họ sẽ làm cho mình hoang mang, sẽ không giờ kéo lên cho mình ăn ngay đâu. Tất cả mọi thứ đều không bao giờ được như ý muốn, và làm chúng ta phải phân vân, hoang mang và hoang sợ. Và điều đó chỉ dành cho những nhà đầu tư giỏi nhất, mình xin khẳng định lại. Mình là Cao Quyết Định, mình sẽ đưa các bạn đến một hành trình tự tin trong công cuộc đầu tư cổ phiếu, chứ không phải là đầu cơ, chứ không phải là đi theo những cái tin tức mà
lùa gà lùa vịt, chúng ta phải là một nhà hiểu biết rạch rõi. Thì các bạn nhìn chưa, hôm qua thì mình có nói là nó đang thừa sàn là tầm gần 3 triệu, thì hôm nay đang thừa trần. Đấy, chúng ta chỉ đảo ngược lại cái tư duy thôi, tức chúng ta phải đảo ngược khi nào thừa sàn. Ví dụ thừa sàn đến 70-80 triệu như FLC thì tốt nhất chúng ta đừng có mà động vào. Nhưng nó thừa sàn thì khoảng 2-3 triệu thôi, đối với CEO DGL14 thì nó rất đơn giản thôi. Đấy, vì lòng tham của đám đông họ đã bán những giá cao này, những người cầm tiền họ vẫn muốn nào một vòng thứ hai, đúng không ạ? Và những người sợ hãi thì chắc chắn là mất tiền, và những người nào đu đỉnh mất tiền. Đấy, cuộc chơi rõ ràng là cổ phiếu lên, nhưng cuộc chơi vẫn có người mất tiền vì người ta không hiểu cái tâm lý, không hiểu cái lòng tham của mình, hay không hiểu cái lỗi sợ hãi của mình. Và chúng ta nhìn sang cổ phiếu tiếp theo đi, đó là DG. Thì chúng ta xem nó đã thừa sàn bao nhiêu. Nên là tư duy của chúng ta sẽ phải thay đổi theo thị trường. Đây các bạn nhìn chưa, chưa đến 1 triệu thì mai nó kéo trần một phát, các vị lại đua vào và nó đánh úp xuống cái, thì họ ở mức giá này, đúng không? Họ bán giá cao và úp xuống giá này, thế là các vị lại mắc cáp ở trên phần giá trần thôi, và lại sợ hãi. Và sợ hãi đến 3-4 ngày sau thì các bạn lại thấy nó đánh vài cây lến sàn nữa, sàn của cái cây lến đấy, và chiều nó lại kéo lên, thì các bạn lại bán hết ra thôi. Nên là để ăn được hay không thì các bạn phải có bản lĩnh, có sự hiểu biết, có sự tư duy logic và tổng hợp một cách bài bản. Còn A7 không phải là họ nói sai, A7 nói đúng. Có thể A7 bán, nhưng có thể chắc chắn A7 sẽ mua lại. Đội nhóm người ta sẽ không bao giờ đánh theo một tâm lý cảm xúc. Kể cả họ hô hào đấy, nhưng họ sẽ không giờ làm theo cảm xúc đâu. Họ vẫn phải làm theo tư duy logic, làm theo cá mập, đánh trung bình giá. Họ giết chết xong họ lại mua lên, giết chết họ mua lên, và mỗi lần mua lên nâng cao mới hơn. Và chúng ta phải hiểu điều đó thì chúng ta mới có thể chiến thắng ở thị trường này, chứ không phải là chúng ta đi nghe hô hào, nghe là đúng, nghe không phải là đúng. Chúng ta phải hiểu lúc nào nên nghe và lúc nào không nên nghe. Vâng, mình là Cao Quyết Định, mong các bạn đăng ký kênh và ủng hộ mình, like và subscribe, và các bạn hãy chờ đợi. Ở một số cây tuần sau sẽ có một số giá hợp lý hơn giá ngày mai giá trần. Mong các bạn chia sẻ giúp mình, có gì comment thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chân thành nhất của một người bạn thân. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn.